Bình Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và trong phần 2 là phóng sự cộng đồng lễ hội Phật đảng chung của tiểu bang North Carolina 2019. Để mở đầu, Bích Phương mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Bắt giữ nghi can đe dọa đánh bom Trump Tower. Nghi can hỗ trợ khủng bố, đe dọa làm nổ tung Trump Tower và lãnh sự quán Israel ở thành phố New York đã bị nhà chức trách liên bang bắt giữ vào hôm thứ Tư. Jonathan Sear, 20 tuổi, cư dân thành phố Baskin Ridge, cách Manhattan 40 dặm, bị khởi tố hai tội danh tìm cách hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố, hai tội danh khai mang và một tội danh đe dọa. Theo thông báo từ Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại New Jersey, nhà chức trách cho hay nghi can đã bị FBI theo dõi lâu nay trước khi đến New York Sia ra hầu tòa liên bang ở New Jersey vào chiều hôm thứ Tư. Nếu bị truy tố tất cả các tội danh, nghi can có thể đối mặt với mức án tối đa 61 năm tù và hơn 1 triệu Mỹ Kim tiền phạt. Tổng thống Trump đột ngột bỏ ngang cuộc họp với Dân Chủ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư đã đột ngột chấm dứt cuộc họp ngắn ngủi với lãnh đạo Dân Chủ với tuyên bố không thể làm việc với họ cho đến khi nào Dân Chủ chấm dứt điều tra ông ta. Tổng thống Trump đã giận dữ sau khi bị Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tố cáo dính líu đến che đậy. Phát biểu ngắn gọn trong 10 phút tại Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump thông báo việc bỏ cuộc họp với bà Pelosi và lãnh tụ phe thiểu số tại Thượng viện Charles Sumner về kế hoạch cơ sở hạ tầng 2.000 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Trump nói không thể làm việc chung với phía Dân Chủ trước những tình hình như vậy, cho đến khi các cuộc điều tra giả tạo chấm dứt. Trước đó, bà Pelosi đưa ra ý kiến trong phiên họp nội bộ kính bàn về những cuộc điều tra đang diễn tập trung vào Tổng thống Trump và nội các. Mặc dù tố cáo ông Trump che đậy, nhưng bà Pelosi vẫn hầu hết. Các vị chủ tịch và các ủy ban có quyền lực điều tra không nhắc nhiều đến chuyện luận tội trong buổi họp sáng hôm qua. Bộ Tư pháp đồng ý chuyển hồ sơ ông Mueller cho Ủy ban Tình báo Hạ viện. Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư 22 tháng 5 ngưng tiến hành việc thực thi lệnh đòi nhắm vào Bộ trưởng Tư pháp William Barr sau khi cơ quan này đồng ý chuyển tài liệu liên quan tới cuộc điều tra về căn dự Nga vào bầu cử Mỹ. Theo Oyster, quyết định này chấm dứt cuộc đối đầu giữa Ủy ban và Bộ Tư pháp liên quan đến các bản báo cáo về phản tình báo do điều tra viên đặc biệt Robert Miller thu thập, trong khi ông điều tra Tổng thống Trump và những người thân cận với ông. Cuộc tranh chấp này chỉ là một nhiều vụ đối đầu giữa chính phủ và Tổng thống Trump và Hạ viện Mỹ Hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, dân biểu Adam Swift, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ Viện nói rằng Bộ Tư pháp đã đồng ý với đề nghị của Ủy ban và sẽ bắt đầu chuyển giao tài liệu liên quan tới 12 đề mục về phản tình báo, cùng là các tài liệu liên quan với tình báo quốc tế trong đợt đầu. Ông Swift hủy bỏ một cuộc họp dự trù để bàn về biện pháp thực thi lệnh đòi nhắm vào Bộ trưởng Barr sau khi nhận được thông báo từ phía Bộ Tư pháp. Tổng thống Trump chỉ trích mạnh mẽ khi Dân chủ đòi luận tội. Hôm thứ Tư 22 tháng 5, trong lúc Dân chủ tổ chức cuộc họp chính bàn về thủ tục luận tội Tổng thống Trump, ông đã viết trên Twitter chỉ trích mạnh mẽ hành động này. Tổng thống Trump viết, bất cứ cái gì Dân chủ soi mói về tôi cũng đề căn cứ trên cuộc điều tra đã thất bại của họ, đặc biệt khi báo cáo Robert Mueller khẳng định không có thông đồng gì với Nga. Ông cho là trong lúc xăm xôi như thế, và khi không tìm ra được bằng chứng gì cả thì Dân Chủ lại tuyên bố cần phải luận tội Tổng thống. Có nghĩa là cuộc săn tìm phù thủy tái diễn. Dân Chủ đang ráo riết luận bàn về thủ tục luận tội. Có nên luận tội hay không vào hôm qua? Sau khi cựu cố vấn tòa bạch ốc đòi McGrain được chỉ thị là không tuân theo một trác đồi của Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Dự thảo ghi nhớ của Sở thuế IRS gợi ý phải giao hồ sơ khai thuế cho Quốc hội ngoại trừ đặc quyền hành pháp một bản ghi nhớ pháp lý bí mật của sở thuế cho rằng hồ sơ khai thuế phải được trao cho quốc hội trừ khi tổng thống thực hiện một bước đi hiếm hoi là khẳng định đặc quyền hành pháp đối với số tài liệu bản ghi nhớ mâu thuẫn với biện minh mà chính phủ ông trump dùng để từ chối cung cấp hồ sơ thuế của ông trump theo yêu cầu của các nhà luật pháp và cho thấy những vết rạn nứt trong ngành hành pháp tổng thống trump cho đến giờ vẫn kiên quyết từ chối giao nộp hồ sơ thuế nhưng ông ta chưa dùng đến đặc quyền hành pháp. Bộ trưởng Ngân phố Stephen Mnuchin thay vào đó dùng lập luận không có mục đích hành pháp để từ chối yêu cầu. Nhưng theo văn kiện ghi nhớ của IRS, chưa từng được từng trình trước đây. Cuộc công bố hồ sơ thuế cho Ủy ban là bắt buộc đòi hỏi Bộ trưởng phải công bố hồ sơ khai thuế. Thông tin khai thuế theo yêu cầu của các chủ tịch Ủy ban viết luận thế các cuộc biểu tình phản đối những cấm cản mới về phá thai lan rộng khắp Hoa Kỳ. Các nhà vận động cho quyền phá thai tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ hôm thứ Ba phản đối những cấm cản mới về phá thai được cơ quan lập pháp ở 8 tiểu bang thông qua. Nhiều hạn chế mới có dụng ý thu hút kiện tụng và những người bảo thủ tôn giáo hy vọng sẽ dẫn đến tối cao pháp viện hủy bỏ phán quyết Roe vs Wade năm 1973, vốn xác lập phụ nữ có quyền chấm dứt thai kỳ của cô ta. Các cuộc biểu tình là sự phản hồi những luật được thông qua gần đây bởi cơ quan lập pháp ở các tiểu bang đảng Cộng hòa thống lĩnh, được xem là những cấm cản hà khắc đối với phá thai ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua. Ở Charlotte, North Carolina, những người phản đối phá thai và những nhà vận động cho quyền phá thai tổ chức, các cuộc biểu tình đối lập có lúc biến thành một cuộc đấu khẩu. Alabama thông qua lệnh cấm hoàn toàn tuần trước, kể cả mang thai vì bị hàm hiếp hoặc do loạn luân trừ trường hợp tính mạng của người phụ nữ gặp nguy hiểm. Các tiểu bang khác như Ohio và Georgia cấm phá thai nếu không phải trong trường hợp khẩn cấp sau 6 tuần của thai kỳ hoặc sau khi có thể phát hiện nhịp tim của thai nhi, vốn có thể phát hiện trước khi người phụ nữ thậm chí nhận ra cô ta mang thai. Tổng thống Trump sẽ chọn cựu bộ trưởng tư pháp Virginia vào chức vụ chính sách di trú. Một giới chức tòa bạch ốc cho biết Tổng thống Donald Trump đã chọn cựu bộ trưởng Tư pháp Virginia Ken Cusinelli vào chức vụ chính sách di trú tại Nội bộ an. Ông Cusinelli đã gặp ông Trump hôm thứ hai và việc bổ nhiệm ông có thể được công bố ngay trong tuần này. Hai tháng qua truyền thông đã loan tin ông Trump đang tìm kiếm một ông trùm di trú để điều phối chính sách trong chính phủ liên bang. Tháng trước, bộ trưởng Nội an Christian Nelson từ chức sau 16 tháng phụ trách nghị trình di trú của ông Trump trong đó có chương trình chia tách trẻ em di dân khỏi cha mẹ của các em tại biên giới miền Nam Hoa Kỳ và buộc người xin tị nạn phải chờ đợi ở Mexico trong khi trường hợp của họ được cứu xét. Là Bộ trưởng Tư pháp và Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia, ông Cusinelli nổi tiếng là một người cứng rắn, bảo thủ về một loạt các vấn đề, trong đó có di trú. Ông đề nghị không cấp quốc tịch cho những trẻ em chào đời tại Hoa Kỳ khi cha mẹ của các em sinh sống bất hợp pháp và cho phép cơ quan thi hành luật pháp điều tra tình trạng cư trú của bất kỳ ai họ chặn lại. Bắc Hàn lên án sau khi bị Hoa Kỳ bắt giữ tàu chở hàng. Giới lãnh đạo Bắc Hàn vào ngày thứ Ba 21 tháng 5 đã lên án việc tàu chở hàng bị Hoa Kỳ bắt giữ, đồng thời gọi đây là một hành động mang tính gây chiến, ngay vào thời điểm căng thẳng, đang ngày một leo thang. Trong một phát biểu đưa ra trước báo giới tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Bắc Hàn Kim Son đã dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích Hoa Kỳ. Sau khi Bộ Tư pháp Washington vào sáng thứ Năm tuần trước tuyên bố đã tịch thu được tàu chở thang White Honest vì lệnh chế tài, tàu này trước đây cũng từng bị bắt tại Indonesia vào tháng 4 năm 2018. Vụ bố sát mới nhất diễn ra khi tàu White Honest đang di chuyển tới gần hòn đảo American Samoa. Các cuộc thông thuyết về nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng đang gặp bế tắc sau hai lần thất bại ở Singapore và Hà Nội hiện tại Bắc Hàn đã cho nối lại chương trình thử nghiệm vũ khí gây tranh cãi đồng thời nhấn mạnh sự bình ổn trên bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và cách hành xử của Hoa Kỳ kính thưa quý vị bản tin hoạt trình đúng đến đây xin tạm ngưng Bích Phương sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.